Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm 2019 và bây giờ cũng là gần 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc LG G6. LG G6 thì hiện tại nhà mình thì còn hai chiếc nhé. Một chiếc màu bạc này và một chiếc màu đen. Này. Con màu bạc thì nó đẹp hơn cái con màu đen các bạn nhé. Đây, màu bạc rất đẹp ạ. Đây, camera kép nhé. Này, con này thì được trang bị cấu hình con này là RAM 4GB và bộ nhớ là 32GB nhé. Và mình sẽ test sửa sơ cua qua chiếc sản phẩm LG G6 các bạn nhé. Đấy, âm thanh đấy. Các bạn nghe chất lượng âm thanh chưa ạ? Màn hình con này thì 2K, độ phân giải 2K nên là màn hình rất là sắc nét nhé. Bạn nào thích sản phẩm LG G6 thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là các bạn có thể đặt hàng cho mình là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình. Số điện thoại bên mình thì có hai số, một là 0966221789. Nhà mình thì có hai số điện thoại nhé. Số này thì mình cũng dùng Zalo luôn các bạn nhé. Và số thứ hai là 0833221789. Nhà mình thì có hai số điện thoại. Số này thì mình cũng dùng Zalo luôn nhé. Tại vì cái số kia thì mình số kia thì Zalo mình bị đầy, đâm là mình sẽ dùng thêm Zalo sang số này. Đấy nhá. Số này thì mình sẽ dùng Zalo. Các bạn liên hệ số 1, số 2 không được thì các bạn liên hệ tiếp số mình nhé. Và sản phẩm LG G6 thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm LG G6 thì bạn nên đặt hàng mình là sớm nhất nhá. Mình sẽ để tạm gọn ra đây để mình giới thiệu sang sản phẩm khác. Tại vì các bạn và ở clip này thì mình cũng nhắc luôn các bạn là về hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức. Một là các bạn đã tin tưởng bên mình rồi thì các bạn có thể là chọn hình thức là chuyển tiền trước. Còn thứ hai là các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, thì các bạn có thể là chọn hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Đấy nhá. Còn nếu mà các bạn chọn hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán thì các bạn phải cọc phí ship cho mình nhé. 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và nói chung thì kênh YouTube của mình thì phục vụ chủ yếu là bán máy bình dân, là phục vụ những cái máy cho các cô dì chú bác dân lao động nhé các bạn nhé, với mức giá nói chung là bình dân nhất cho các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc LG, à chiếc gì nhỉ, Sony. Thì hôm nay nhà mình về tiếp chiếc thêm 5 chiếc Sony Xperia này. Này. Và Sony Xperia thì hôm nay mình về được mình về đủ màu nhé, hồng này và màu gold này và màu đen này và màu bạc thì cũng rất là đẹp nhé. Máy sản phẩm Sony Xperia thì cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Thì con này được trang bị vân tay bên cạnh máy nhé. Đấy, vân tay bên cạnh máy nói chung là cũng nhạy lắm mà dùng sướng. Mình cũng đang dùng một con Sony đấy. Nói chung là mình sạc 100% pin, nghe gọi con này rất là ok nhé các bạn nhé. Rất là thích ạ. Nói chung là sản phẩm Sony cũng là khá là ok nhé. Nhưng mà Sony thì bây giờ thì nói chung là cũng bị mất giá khá là nhiều các bạn ạ. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia thì các bạn nhanh đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Đấy, con này thì bên sản phẩm Sony Xperia thì bên mình đang thanh lý với giá cực là sốc nhé. Với giá là hơn 1 triệu đồng nhé. Các bạn muốn biết giá chi tiết con này, các bạn có thể liên hệ cho mình là qua Zalo, hoặc các bạn có thể là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Nói chung là mình sẽ bán cho các bạn với những giá như là hợp lý nhất nhé. Và sản phẩm Sony Xperia bên mình thì đạt hai tiêu chí. Một là máy nguyên zin chưa sửa chữa, và thứ hai máy hình thức là đẹp. Cứ từ 96, 97, 98, 99% các bạn nhé. Đây. Máy màu hồng cũng rất đẹp, các bạn mua tặng người yêu hoặc là các em gái mưa khá là tuyệt vời nhé các bạn nhé. Nói chung là máy con này thì nó thiết kế được cái là thứ nhất là nhỏ gọn, mà không nhất là không nhỏ quá mà không to quá, hình thức rất là ok các bạn nhé. Và các bạn muốn biết thêm chi tiết về RAM cấu hình thì các bạn có thể lên Google hoặc là YouTube, các bạn search thêm về chip hoặc là tính năng của chiếc này, thì vì mình giới thiệu mình cũng không thể test ở game hết các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia thì bạn nên đặt hàng mình là sớm nhất nhé.
Và mình ở tại vì mình thì ở ngoài Bắc nên là các bạn trong Nam mà mua hàng của mình thì yên tâm. Thì bên mình thì có ship 3 miền nên là các bạn cứ yên tâm tha hồ mua hàng, tha hồ lựa chọn ạ. Và ở clip này thì mình cũng tiện thể nhắc các bạn luôn, tại vì tính mình thì hay bị quên. Ví dụ mà các bạn nào đã đặt hàng bên mình rồi ấy, thì các bạn mà chưa thấy mình ship hàng ấy, thì các bạn có thể là mong các bạn gọi lại trực tiếp giúp mình nhé, để nhắc lại mình thì mình sẽ ship hàng lại các bạn nhé. Chứ mình quên chứ không phải là mình quên tiền các bạn nhé, quên ship máy cho các bạn đấy nhé, không phải là quên tiền các bạn, các bạn yên tâm không phải lo ạ. Bên mình thì cũng có nhận là giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới. Ví dụ mà các bạn nào ở xa thì các bạn có thể là điện trực tiếp cho mình, à các bạn điện cho mình hoặc nhắn tin cho mình qua Zalo. Zalo thì mình không thể trả lời thì mong các bạn là gọi điện trực tiếp cho mình. Thì bên mình có nhận là giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới. Ví dụ các bạn nào muốn giao lưu từ điện thoại thì các bạn có thể là liên hệ. Giao lưu điện thoại thì các bạn có thể là liên hệ là các bạn có thể là hình thức là các bạn chụp ảnh qua Zalo, các bạn ưng giá mình, các bạn cước thêm 1 triệu 2 triệu các bạn ưng giá, các bạn gửi máy cho mình trước nhé. Thì vì mình cũng nhắc cho các bạn luôn nhé. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng thì các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng của mình nhé, để giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới nhé. Tại vì ở cửa hàng thì mình cũng bận nhiều việc lắm. Đâm mình bán on này thì phục vụ chủ yếu là dân lao động thôi. Đâm dân lao động với cả dân nói chung là thích sản phẩm mà giao lưu đổi gió. Ví dụ các bạn thích iPhone này, thích Sony, các bạn có thể giao lưu đổi gió sang. Thì mình cái này thì mình cũng không ép được các bạn nhé. Nói chung là tiền thì các bạn là người phải trả tiền rồi. Nhưng mà mình cũng rất là muốn là bán hàng, nhưng mà các bạn giao lưu giá nào hợp lý, ok, các bạn có thể là nhận giao lưu nhé, nên không phải lo ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Sony XZ. XZ thì hôm nay nhà mình lại vừa được về được 5 cây nhé. Nói chung là Sony XZ thì nhà mình đang có đủ màu nhé, hồng này, màu xanh này, màu đen và màu bạc và màu điện, màu gold nhé. Màu bạc rất là đẹp này. Và sản phẩm Sony XZ bên mình thì máy tiêu đặt hai tiêu chí. Một là máy nguyên zin chưa sửa chữa, và thứ hai là máy hình thức đẹp từ 95 đến 99% nhé. Và sản phẩm Sony Z5, à, con này sorry các bạn, con này là Z5 nhé. Sản phẩm Sony Z5 thì con này cấu hình cũng là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Con này cũng được là trang bị vân tay này, vân tay cạnh màn hình. Sản phẩm Sony XZ được thiết kế bo còn máy màu bạc rất là đẹp các bạn. Với mức giá bây giờ bên mình đang thanh lý con này với giá là hơn 1 triệu đồng nhé. Nên là các bạn cứ yên tâm về giá cả nhé, thì mình sẽ bao giá toàn bộ cho các bạn luôn nhé. Này, bạn nào thích sản phẩm Sony Z nhé, Sony Z5 nhé, sorry các bạn nhé, con này sorry Z5 nhé, thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Nói chung là cấu hình con này cũng là RAM 3, bộ nhớ 32GB. Máy rất là đẹp ạ các bạn nhé. Nói chung là một cái sản phẩm mà đã qua sử dụng rồi, cái việc mà xước xác thì cũng chung không thể tránh được, nhưng mà mình sẽ lựa chọn cho các bạn là những cái sản phẩm mà đẹp nhất, tốt nhất. Nói chung là các cái đồ điện tử này thì mình cũng không thể nói được, vì có khi mình ở cửa hàng nhà mình ngon, ok, nhưng mà các bạn có thể là mua về các bạn có thể là hôm sau các bạn hỏng luôn. Nói chung là mình cũng test cũng ok rồi, có khi mình vứt không 2-3 ngày chả hỏng, nhưng mà có khi đến tay các bạn có khi loại hỏng đấy. Bên mình thì có sản phẩm là lỗi đổi 1 trong 1 tuần, nên là các bạn cứ yên tâm không phải lo nhé. Đây nhà mình có màu bạc này, màu hồng các bạn tặng cho bà xã, con gái ấy, hoặc là người yêu cũng ok nhé. Và màu xanh này, và màu xanh này, màu xanh là xanh lá, xanh lá mạ là cây đấy kia, rất là đẹp nhé. Nói chung là về giá sản phẩm Sony Z5 này các bạn yên tâm nhé, bên mình sẽ thanh lý với dạng những giá mà ok nhất nhé. Đây ạ. Này. Này các bạn thích sản phẩm Sony Z5 các bạn nhanh lên đặt hàng mình là sớm nhất nhá. Mà mình sẽ thử test qua sản phẩm Sony xem này, nghe nhạc các bạn xem. Mình sẽ test qua. Nói chung là Sony Z5 chạy cũng ok phết. Tại vì mình chỉ nghe nhạc, chủ yếu nghe nhạc không lời. Đấy, màn hình rất là sắc nét.
cái phần âm thanh này các bạn đấy, còn nghe âm thanh này cũng rất là tuyệt nhé. Đây mình thử xem nhờ được mic cho các bạn nhé. Màu xanh nghe rất là chuẩn. Cái này là không đúng được. Rồi, các bạn nghe thấy được âm thanh khá là ok chứ. Đó. Thôi mình sẽ tạm thời tác phẩm. Giới thiệu sản phẩm khác nhá. Nhà mình thì có đủ màu nhá, các bạn thích lựa chọn màu nào thì cũng ok nhá. Thường thường bên mình thì sẽ chốt đơn vào buổi sáng ngày mai, thì buổi trưa mai thì mình sẽ ship cho các bạn luôn. Các bạn nào mà đã đăng ký kênh, các bạn xem, các bạn nhớ là chủ yếu các bạn nhớ là giúp mình, có nghĩa là các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo có những cái video gì mình up bán điện thoại cũ hoặc là sửa chữa điện thoại thì mình sẽ up lên, thì các bạn là sẽ được là được người xem đầu tiên nhá. Nên là các bạn là cứ đăng ký sớm nhé. Các bạn chốt buổi sáng thì mình trưa mình sẽ ship luôn. Còn các bạn nào mà chốt buổi chiều thì hôm sau mình ship cho các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Sony EZ là sản phẩm Sony EZ. Nhà mình thì đang còn hai màu, một màu bạc và một màu hồng. Và sản phẩm Sony EZ với mình thì máy hình thức là đẹp, 97-98% nhé, 9%. Và sản phẩm Sony EZ thì bên mình giá cũng rất là ok nhé, nên là các bạn cứ yên tâm không phải lo về giá nhé. Các bạn muốn biết chi tiết về giá sản phẩm Sony thì các bạn có thể liên hệ cho mình là một qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số các bạn bên mình nhé. Sony EZ thì mình có hai cây nhé, một màu hồng tặng người yêu rất là tuyệt vời, và một màu bạc các bạn nam tính dùng rất là ok nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay em giới thiệu các bạn là chiếc con này là chiếc Samsung, con này là A6 2018 và cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB nhé. Và hình thức máy con này là đẹp 98% các bạn nhé. Con này còn A6 2018 nhé. Và con A6 2018 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.400.000 các bạn nhé. Máy màu xanh lơ rất là đẹp nhé, màu xanh xanh tím tím rất là đẹp. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.400.000 nhé. Con này cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Máy rất là nhỏ gọn nhé, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A6 này các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Máy gần như là keng các bạn nhé. Thì mình sẽ để tặng các bạn. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z7 Pro. Z7 Pro thì nhà mình bây giờ còn một con màu gold nữa các bạn nhé. Đấy. Và sản phẩm Samsung Z7 Pro này thì bên mình thì cũng đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro này các bạn nhanh đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Nhà mình còn một chiếc màu gold nữa các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc sản phẩm Xiaomi Note 1S. Note 1S thì hôm nay nhà mình về tiếp tục được 3 cây nhé. Và sản phẩm Xiaomi Note 1S này thì bên mình đang chiên khách hàng với giá là 1 triệu đồng. Cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ là 16GB. Con này được trang bị với màn hình là 5,5 inch nhé. Nói chung ở nhà các bạn nào có trẻ nhỏ, con nhỏ thì các bạn có thể là sản phẩm Mi Note 1S này, thì các bạn có thể tặng ông bà bố mẹ hoặc là cho con nhỏ, ví dụ cho con ăn, thì các bạn có thể là cho xem phim, hoặc là ông bà bố mẹ mà tuổi cao mắt kém ấy, thì các bạn nào thích sản phẩm Xiaomi Note 1S này thì các bạn có thể là xem phim một màn hình rất là to nhé. Với mức giá nói chung là cũng không rẻ quá, không đắt quá, so với mức thu giá của người thu nhập của người Việt Nam cũng khá là ok các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xiaomi Note 1S này, con này thì được sản phẩm Mi Note 1S này thì con này được hỗ trợ 2 SIM và có sóng 4G LTE các bạn nhé. Con này có hỗ trợ 4G nhé. Nói chung là thiếu mỗi 5G thôi các bạn nhé. Với mức giá ví dụ nó không thể rẻ hơn được nhé. Mức giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Nói chung là con này thì mình bán mình không nhớ đến bao nhiêu còn nhỉ các bạn. Rất nhiều người mua. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 4S. iPhone 4S thì nhà mình hiện đang còn hai con này các bạn nhé. Và sản phẩm iPhone 4S này thì bên mình đang bán với giá là 600.000.
con này thì mình hình thức mày lại được mày nguyên zin chỉ chữa, và thứ hai là mày đẹp từ 95 đến 90% các bạn nhé. Nhà mình thì còn hai mẫu chiếc màu trắng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 4S thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Intech. Con này là Intech, con này là Intech, nói chung là con này Intech hình thức cũng khá là ok. Con Intech i13 hay sao thì mình sẽ tạm thời bỏ con này sang, mình bật nguồn lên các bạn nhé. Bọn Intech thì bật nguồn này hơi là lâu các bạn, một tí các bạn. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc sản phẩm con này của Intech, thì mới bật nguồn lên thì nó khởi động cũng hơi một lâu một chút nhé. Hình như con này 2000 là sao. Con này vừa mình lượm ngày hôm nay của khách, con này là Intech bao nhiêu nhỉ? Màn hình nó cũng to phết đấy các bạn ạ. Thì mới khởi nguồn lên thì dòng này thì nó cũng hơi chậm một chút các bạn nhé. Đây. Con này Intech A13. Và con Intech A13 này thì bên mình đang thanh lý với con này thì bản 2 SIM nhé. Nói chung là cấu hình và chip của nó thì chắc là chỉ RAM 2 bộ nhớ 16 thôi. Thì mình không rõ cho lắm. Thì vì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 750k các bạn nhé. Con này là Intech này, Intech A13 này. Thì bên mình đang thanh lý với giá là... Đây có một cái ốp này, theo máy này, đấy, tặng theo máy này. Hình thức cũng còn phải đến 90%. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 750k các bạn nhé. Đấy, dùng bây giờ nói chung đã lên rồi thì dùng rất là nhanh nhé. Nói chung là đã lên thì... Bạn nào thích sản phẩm Intech A13 này các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu. À đâu, 750k các bạn nhé. Thì mình sẽ chốt luôn vào sáng ngày mai, trưa mai ship luôn cho các bạn nhé. Thì... Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc sản phẩm Z3 2016 nhé. Con này như là 4 số 1 hay sao, 1 là 4 này. Có một em gái mưa rất là cute à. Đấy. Và sản phẩm Samsung Z3 2016 này, thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.300.000 các bạn nhé. Đây. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z3 2016 này các bạn nhanh tay ra cho mình là sớm nhất. Máy cái hình thức còn là 90% nhé. Dùng cái ốp thì nó hơi lẹp lẹp lẹp, nó dính dính cái ốp vào đây nó hơi bẩn một chút đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.300.000. Dù ở nhà các bạn có bố mẹ hay là gì, các bạn có thể là mua sản phẩm Z3 này. Nói chung là Samsung thì nó hỗ trợ cái chữ to thì rất là tuyệt vời nhé. Các bạn nào ví dụ nhà có bố mẹ hay là ông bà mắt cao tuổi kém thì các bạn có thể là mua cho bố mẹ cũng khá là ok nhé. Nói chung con này chữ thì cũng rất là tuyệt vời các bạn ạ. Nói chung là cái mục chữ thì mình chưa tìm thấy có mà. Có mục chữ to, ngôn ngữ và bàn phím đấy thì phải này. Có mục tăng chỉnh chữ đấy thì mình cũng chưa tìm ra, thì mình cũng quên mất. Hay có một cái ốp rất là cute à, Dulux sơn. Này, bạn nào thích sản phẩm Samsung Z3 các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc, đây là chiếc con này là chiếc iPhone 6S này. Con này là bản 32GB nhé. Máy màu hồng rất là đẹp nhé. Hình thức con này đẹp 98% nhé. Và con này là bản 32GB nhé. Và con iPhone 6S này thì hôm nay mình vừa mới về được ngày hôm nay. Con này thì tất cả chức năng vân tay vân chân đầy đủ nhé. Và con 6S bản 32GB màu hồng này thì bên mình đang thanh lý với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình được sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày em giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6S. Thì con này iPhone 6S thì con này là bản 16GB màu gold các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.800.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình được sớm nhất nhé. Con này là bản 16GB nhé, bên mình đang thanh lý với giá là 2.800.000 các bạn nhé.
Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là hình thức hai con chiếc iPhone 5S. Hôm nay thì mình về thì chiếc hai chiếc iPhone 5S đó. Thì các bạn này mình phải cập nhật bản mới nhất. Một con màu trắng và một con màu gold. Và sản phẩm iPhone 5S thì hình thức hai con này đẹp 90% nhá. Nói chung là hơn 90 một chút đấy các bạn. Thì hai con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.500.000 nhá. Tất cả hai con này thì mày vân chân vân tay đầy đủ hết các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5S thì các bạn hãy đặt hàng mình là sớm nhất nhá. Nhà mình thì còn hai con nhá, hôm nay về tiếp hai con. Thì màu đen thì bên mình đang tạm hết rồi nhá. Các bạn nào thích sản phẩm màu đen thì chắc là ngày mai mình sẽ lấy hàng cho các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5 thường màu đen. Thì hôm nay nhà mình lại về được tiếp hai con màu đen này các bạn nhé. Và con 5 thường màu đen này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu một chút thôi các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5 thường này tặng cho bố mẹ, ông bà, người thân máy màu đen làm con máy kỷ niệm. Rất là ok các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu một chút nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung J4 Corsair này. J4 Corsair thì hôm nay mình vừa về được con này xong. Con này thì hình thức đẹp khoảng độ 90%. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.500.000 các bạn nhé. Con này được trang bị một màn hình của nó là 6 inch các bạn nhé. Màn hình 6 inch, nói chung là chữ rất là to nhé. Dụ ở nhà các bạn mà có ông bà bố mẹ hoặc là cho con nhỏ ấy, thì các bạn có thể là mua sản phẩm này về. Thứ nhất là xem phim ok. Và thứ hai là các bạn nào chữ to thì các bạn có thể là kích chữ to lên cho bố mẹ mình coi như là nhìn cho nó rõ hơn. Nói chung với mức giá là bây giờ nó quá là rẻ rồi. Không, điện thoại bây giờ thật các bạn rẻ kinh khủng luôn. Con này thì nó ở đây thì clip này thì mình cũng nói luôn là các bạn là thì vì nhà mình cũng hay thay thế chiều cho khách này. Thì con này thì nói chung là cái màn hình con này thì nó chung với J4 cộng này, J6 cộng này, nói chung là màn hình bọn này chung nhau hết nhé. Ba con này chung nhau các bạn nhé, nên nó cũng to như nhau luôn, chung nhau. Nhất thứ nhất là chung màn với nhau, to như nhau luôn các bạn nhé. Đấy, rất là ok nhá. Bạn nào thích sản phẩm J4 Corsair này tặng cho bố mẹ hoặc là tặng cho con nhỏ xem phim ấy hoặc là đi học rất là chữ to thì các bạn có thể là mua sản phẩm J4 Corsair này các bạn nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là 1.500.000 nhé. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc LG V20. Con này LG V20 thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB. Con này màn hình là 5.7 hay 5.7 mình cũng không nhớ rõ được. Mình cũng hay bị quên, tính mình cũng hay bị quên. Camera thì camera kép, flash kiểu vân tần vân tay đầy đủ. Thì con này bạn nào thích sản phẩm LG V20 các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Con này thì máy màu bạc, hình thức còn đẹp 99% các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, mình xin dừng clip tại đây. Thì các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube và bật chuông thông báo. Có những video mình bán điện thoại mới nhất thì các bạn nhớ là hoan hỉ chia sẻ video với mọi người thân. Biết đâu mọi người thân đã thích sản phẩm điện thoại cũ nào bên mình, các bạn có thể là mua ủng hộ mình. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc cả các bạn đang xem video của mình một buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhé. Nói chung là càng kiếm nhiều tiền càng tốt nha các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.